sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjackofficialstore. Chào mừng tất cả các em đã cùng cô điểm với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Tiếp nối bài của ngày hôm trước, ở bài hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời các câu hỏi liên quan đến văn bản đọc Tiếng đàn mưa của Bích Khê. Trước tiên hãy chú ý cho cô câu hỏi ở mục trước khi đọc. Câu hỏi trang 46 với yêu cầu như sau. Hãy chia sẻ cảm nhận về một âm thanh hoặc bản nhạc từng khiến em xúc động. Có thể nói là đến thời điểm này thì chúng ta đã được tiếp cận với rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Có thể là âm thanh từ trong gia đình của mình, có thể là âm thanh từ cuộc sống. Và ngay từ khi chúng ta mới chào đời là chúng ta đã bắt đầu được biết đến những âm thanh quen thuộc rồi. Các em có thể nêu ra một loại âm thanh mà chúng ta ấn tượng nhất. Cô gợi ý ở đây, âm thanh khiến em xúc động nhất chính là lời ru của mẹ. Âm thanh ấy êm ái, nhẹ nhàng, du dương, đưa em vào giấc ngủ ngon. Từng lời hát ru là từng bài ca dao mang những bài học quý giá như hiếu thảo, lễ phép, kính trọng thầy cô. Lời hát ru gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều người, đã được không ít nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ đưa vào tác phẩm của mình. Chuyển sang phần đọc văn bản, cô gợi ý trả lời những câu hỏi trong phần này như sau. Trước tiên chúng ta cần hình dung những sự vật hiện tượng phụ họa cùng với mưa. Đó là hoa xuân rụng, thềm lan, nước non, ý khách, bóng dương tà, khách tha hương, hàng lệ rơi. Tiếp theo ở phần 2 theo dõi, các em cần chú ý những nơi mà mưa rơi xuống được tác giả nhắc tới. Đó là lầu, là thềm lan, là nẻo rộng ngàn, là nước non, là ngoài nội trên ngàn, là đầm, là nẻo đồi. Và trong mục 3 theo dõi, các em sẽ chú ý cách sử dụng các biện pháp tu từ ở đây. Các biện pháp tu từ được sử dụng đó là điệp ngữ, mưa hoa rụng, mưa xuống, mưa rơi, bóng dương, mưa trong ý khách. Tiếp theo là biện pháp tu từ ẩn dụ, thềm lan, giọng đàn mưa xuân, bóng tà dương, mưa trong ý khách. Nhận xét cách sử dụng các biện pháp tu từ chúng ta có thể tham khảo như sau. Tác giả sử dụng rất nhiều biện pháp tu từ, điệp ngữ và ẩn dụ trong bài thơ một cách hợp lý, dễ hiểu. Từ đó, cách thể hiện nội dung của bài thơ được sâu sắc hơn, làm cho bài thơ trở nên nhịp nhàng và bay bổng. Bốn là phần suy luận. Chúng ta cần nêu ra được nguyên nhân khiến nhân vật khách tha hương rơi lệ. Đó là do khách tha hương thấy được bóng tà dương trong một buổi chiều, nhớ lại quê hương nên mới rơi lệ. Rộng hơn nữa, khách tha hương đã xa quê lâu năm, được chứng kiến một cơn mưa và hàng loạt cảnh vật của cố hương hiện ra trong cơn mưa qua tâm tưởng của khách. Chính vì vậy, khách đã bồi hồi, xúc động, nhớ nhung về quê hương. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang mục sau khi đọc để có thể tham khảo phần hướng dẫn như sau. Nội dung chính của văn bản đó là bài thơ tái hiện lại một chiều mưa xuân êm ả, thơ mộng cùng tiếng đàn du dương trong cơn mưa. Khi chứng kiến hình ảnh ấy, người khách xa quê bồi hồi, xúc động, sầu đau khi nhớ lại quê hương của mình. Câu tiếp tục gợi ý chúng ta trả lời câu hỏi sau khi đọc như sau. Trước tiên là câu hỏi số 1 ở trang 47. Chỉ ra những đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong bài thơ Tiếng đàn mưa. Chúng ta có thể thấy là để có thể hiểu rõ được giá trị nội dung và nghệ thuật thì các em cũng cần phải hiểu được những cách thể hiện hình thức của bài thơ. Và đặc điểm của thể thơ song thất lục bát ở đây được thể hiện cụ thể đó là bài thơ xen lẫn các cặp câu 7 tiếng với các cặp câu lục bát. Trong đó, cặp câu 7 tiếng đứng đầu, sau đó là đến cặp câu lục bát. Bài thơ còn gieo vần ở cả vần chân và vần lưng. Tiếp theo, về vần lưng chúng ta thấy là tiếng thứ 6 trong câu lục thì hiệp vần với tiếng thứ 6 trong câu bát. Ví dụ, ngàn, đàn. Tiếng thứ 7 của câu 7 thì hiệp vần với tiếng thứ 5 của câu 7 tiếng liền kề sau nó. Ví dụ là rích, tịch. Về vần chân thì các em có thể thấy là vần chân được gieo trong cả bài thơ. Đó là vần ương. Câu thơ thì ngắt nhịp lẻ trước, chặn sau. Ví dụ như là mưa hoa rụng, mưa hoa xuân rụng. Tiếp theo là câu hỏi số 2 trang 47.
Bố cục của bài thơ gồm có mấy phần, nêu nội dung chính của từng phần. Đây là một bài thơ khá là ngắn gọn, nhưng chúng ta thấy là cách chia bố cục cũng rất là rõ ràng. Cụ thể, phần 1 đó là khổ thơ thứ nhất, nói về những sự vật, hiện tượng xuất hiện trong mưa xuân. Phần 2 thì là khổ thơ thứ hai, nội dung đó là những nơi mà mưa rơi xuống. Phần 3 là khổ thơ thứ ba, với nội dung hình ảnh mưa trong buổi chiều xuân. Và phần 4 là khổ thơ cuối cùng, mang tâm trạng của người khách tha hương. Chúng ta cùng nhìn tiếp sang câu hỏi số 3 ở trang 47. Những từ ngữ nào được sử dụng nhiều lần trong bài thơ? Việc lặp lại những từ ngữ ấy có tác dụng gì? Các em có chú ý ở đây đó là trong bài thơ được sử dụng lặp lại rất nhiều từ ngữ. Đó là các từ mưa, rụng, rơi, xuống, nước non, ý khách, bóng dương. Tác dụng của việc lặp lại những từ ngữ ấy đó chính là nhấn mạnh những hành động, trạng thái khác nhau của mưa xuân và cảnh vật trong mưa. Đồng thời nó còn làm rõ hơn tâm trạng của người khách tha hương khi nhìn mưa xuân. Đến với câu hỏi số 4, chúng ta hãy chú ý yêu cầu câu hỏi như sau. Nêu những đặc điểm chung của những sự vật, hiện tượng phụ họa cùng mưa trong bài thơ. Theo em thì tác giả muốn khắc họa tâm trạng gì qua những sự vật hiện tượng ấy? Câu hỏi này có hai vế và chúng ta chú ý là trả lời lần lượt từng vế một. Cụ thể, vế đầu tiên, những đặc điểm chung của những sự vật hiện tượng phụ họa cùng mưa đó chính là những sự vật hiện tượng được tác giả nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi thứ hai, các sự vật hiện tượng mang ý nghĩa, có phần là mơ hồ, không xác định hoặc là có thể mang nhiều nghĩa. Ở trong từng khổ thơ, chúng ta thấy là các sự vật được nhắc tới có quy mô từ nhỏ đến lớn, sau đó kết thúc bằng sự vật vô cùng nhỏ. Đây có thể coi là sự vật vô hình. Khổ 1. Hoa à lầu, thềm lan à rộng ngàn, à giọng đàn. Khổ 2 thì có lầu, thềm lan à nước non, à giọt đàn, vân vân. Và các sự vật hiện tượng đều có vẻ đẹp rất thơ, tươi tắn nhưng lại nhuộm màu bởi buồn. Và ở đây có cụm từ hàng lễ rơi ở cuối bài thơ đã cho thấy rõ điều đó. Qua những sự vật hiện tượng ấy, chúng ta thấy là tác giả muốn khắc họa tâm trạng say mê, yêu mến ngắm nhìn cảnh mưa rơi, đồng thời đó còn là cảm xúc bồi hồi nhớ về quê nhà. Và đồng thời còn có cả tâm trạng đau đớn xúc động vì không thể trở về quê hương, mong muốn có cơ hội được trở lại cố hương của mình. Tiếp theo, các em cùng quan sát và hướng dẫn trả lời câu hỏi số 5 ở trang 47. Chỉ ra mối liên hệ giữa hình ảnh nước non ở ba khổ thơ đầu với nội dung của hai câu thơ cuối. Chúng ta cùng quan sát và hướng dẫn như sau. Trong ba khổ thơ đầu, hình ảnh nước non luôn xuất hiện cùng hình ảnh mưa, hiện lên với dáng vẻ hùng vĩ, nên thơ, tươi sáng. Điều này trái ngược hoàn toàn với nội dung hai câu thơ cuối, khi hàng lệ rơi của khách đã tắm màu sắc sầu đau, nhớ nhung cho cả hai câu. Hình ảnh nước non chính là tiền đề, là chất xúc tác dẫn đến tâm trạng của người khách cố hương. Chính vì nhìn cảnh vật nước non trong mưa, khách mới bồi hồi, nhớ lại quê cũ. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần câu hỏi số 6 ở trang 47. Em có ấn tượng nhất với điều gì ở bài thơ? Vì sao? Chúng ta có thể lựa chọn một phần để ấn tượng ở đây, đó chính là tình cảm ấy đã bao trùm, trở thành điểm nhấn trong bài thơ. Đó là tình cảm yêu quê hương của người khách tha hương. Đây thực sự là tình cảm thiêng liêng, quý giá mà hầu hết mọi người đang có và cần phải có. Qua tình cảm yêu quê hương của nhân vật trữ tình thì chúng ta thấy được một tâm hồn nặng lòng với quê hương của nhà thơ Bích Khê, chính là tác giả của bài thơ đúng không nào? Và bây giờ chúng ta cùng cô đến với phần viết kết nối với đọc để tham khảo hướng dẫn cho mục viết đoạn văn như sau. Viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu, điều cảm nghĩ của em về bài thơ Tiếng đàn mưa. Vẫn là những yêu cầu về nội dung và hình thức. Chúng ta cần nắm được một đoạn văn thì phải có lùi ô ở đầu đoạn văn, sau đó kết thúc đoạn văn phải có dấu chấm. Và các câu trong đoạn văn thì viết liền, không xuống dòng một lần nào. Nội dung đoạn văn ấy sẽ phải tập trung làm rõ một vấn đề nhất định. Các em thay hãy tham khảo cho cô phần hướng dẫn đoạn văn cụ thể như sau. Bài thơ Tiếng đàn mưa của nhà thơ Bích Khê đem đến cho bạn đọc thật nhiều cung bậc cảm xúc. Bao trùm tác phẩm là nỗi nhớ quê hương của nhân vật khách
khi ngắm nhìn cảnh mưa xuân. Cảnh mưa trong bà hiện lên đẹp đẽ, nhẹ nhàng, trong trẻo biết bao. Ta thấy một thềm lan, thềm hoa tuôn hoa mưa, những đồng nội bạt ngàn, căng tràn sức sống trong mưa. Một tiếng đàn bay bổng, bóng dương tà im ắng và hình ảnh nước non hùng vĩ. Chứng kiến cảnh vật đẹp như trong tranh ấy, người có hương say mê, yêu thích, nhưng rồi lại trầm xuống vì bồi hồi nhớ quê hương. Sau tất cả, đều đọng lại trong tâm trí người đọc đó chính là muôn hàng lệ rơi của người khách tha hương. Hàng lệ không chảy theo hạt, mà lại được miêu tả là muôn, diễn tả sự đau đớn như xé lòng của khách. Đọc bài thơ, tôi cảm giác mình cũng đang sầu đau, khóc thầm, nhớ quê hương biết nhường nào. Phần hướng dẫn vừa rồi đã khép lại nội dung của bài đọc ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.